Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Isubi của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hôm nay bây giờ là 10:50 ngày 16 tháng 11 thì hiện tại chúng tôi đang ngoánh cái giáp để hoàn thiện một chiếc sập gỗ của một khách hàng ở thành phố Việt Trì. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m8 2m và dạ trước là dày 10 phân, dạ đốc dày 8 phân. Rồi chúng tôi đang trong quá trình để cạo nạo ngoánh cái giáp chiếc sập này. Tôi sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ. Chiếc sập này là cổ liền nhé. Chiếc sập cổ liền. Đây là một chiếc sập trơn. Sập trơn. Sập tứ diện, sập trơn. Chiếc sập trơn nên chúng tôi chỉ đục một ít ở hoa văn ở hai góc này thôi, còn lại dạ để trơn. Đây là mặt sập. Nhìn tổng thể thì dáng của chiếc sập rất là đẹp. Dạ cá và chân quỳ này. Cổ liền này. Đó, cổ liền này. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc sập như thế này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc là truy cập website đogotung8.com. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.